cùng đi dự khai trương với mèo nha. Hôm nay quán Superb Food and Beer mà mèo đầu tư cùng với các anh chị cổ đông chính thức khai trương. Nhiều người bất ngờ lắm, vì tôi im tôi không nói tới lúc khai trương tôi khoe luôn. Khoe với mọi người, chú Bạch Long là vị khách hàng đầu tiên của ngày hôm nay á. Súp tọa lạc ở một vị trí rất là đẹp, view thoáng và cao, thoáng mát để cho các bạn cảm thấy thoải mái khi mà ăn uống nhậu nhẹt ở đây. Ngày hôm nay mèo có tổng cộng là 12 bàn khách của mèo. Ngày đầu khai trương mà có gái Huế On The Mai Phương Lan đến thì còn gì vui hơn nữa. Nó chứ bà đã bỏ lỡ cái khai trương quán rất tốt của mèo rồi. Đợt này nhất định bà phải tới. Hai chị em vừa tới là 8, ôi thôi là 8 luôn. Một điều mà mèo thích nhất ở địa điểm này đó là địa điểm ngủ tại 210 B Cô Bắc. Và đối diện cái view của quán đó chính là nhà thờ tổ sân khấu đầu tiên của đó Sài Gòn luôn. Trong những lý do lớn nhất khiến mèo quyết định xuống tiền và đầu tư cùng với các anh em cổ đông ở đây. Ta bà xong với bà Lan thì mèo xà vô bàn của hai ông anh mèo là anh Hai với anh Ba. Đây là hai anh em mà tụi mèo đã kết nghĩa với nhau là 15-16 năm rồi đó. Ngồi một hồi thì bà Nikati đã xuất hiện. Và một cái rất là bất ngờ là mèo quen Phương Lan, mèo quen Nikati mà mèo không biết là hai bà này quen biết nhau. Chú Bạch Long vẫn còn ngồi ăn á. Thì khi mà người trong nghề đến, các bạn trẻ về mèo đều luôn nói, mèo không biết các bạn có biết chú hay không, nhưng mà mèo nói là có chú Bạch Long ở đây á, tụi em có từng làm việc với chú không thì qua chào với chú. Thì Lan dù trước đó chưa có làm việc với chú cũng đã chào hỏi chú rồi. Còn Nhi thì lại rất là thân với chú, là tại vì Nhi đã từng có một khoảng thời gian rất dài diễn ở tại EDCAP. Nên mèo không muốn là các bạn vì không biết mà vô tình thất lễ với tiền bối. Có một điều mà mèo dặn rất kỹ đó là khi mà đến quán của mèo có thể chơi thôi, đừng có mà quà cáp, hoa hòe gì hết. Nhưng mà hai người bạn này đã tặng cho mèo hai chai whisky mà mèo rất thích. Mèo là một đứa cực kỳ mê whisky luôn á. À, nếu mà nghe tới đây các bạn nghe tiếng chó sủa rất là nhiều và cái giọng mèo bể nát thì là sao 7 số talk show của trước ngày khai trương cộng thêm 7 tiếng chạy tiếp khách của ngày hôm nay. Mèo về tới nhà là 1 giờ sáng và thức soạn đồ tới 4 giờ sáng là cùng với gia đình đi lên Đà Lạt luôn. Và hiện là mèo đang ở villa và tiếng chó sủa là của nhà hàng xóm đó. Đến giờ khai trương ngày hôm nay các bạn sẽ được tặng cho những cái sticker của Súp rất là cute. Mèo và bà Lan đè dán đầy người bà Nhi luôn nữa. Còn đây là bạn của Gia Minh, một bạn vũ đoàn mà ngày xưa mẹ đã làm việc từ rất lâu rồi. Hôm nay mèo rủ tới khai trương, không ngờ là ngay ngày sinh nhật của ẻm luôn. Thế là trang trí và chuẩn bị làm cho bạn một cái bất ngờ. Ở đây cái ngày mà chưa khai trương, mới có test run thôi mà Súp đã nhận một cái gọi là tiệc cầu hôn luôn á mọi người. Còn tiệc sinh nhật thì hổng gà chắc chục cái rồi đó. Hứa hẹn Súp sẽ trở thành một địa điểm tổ chức tiệc tùng xứng đáng cho các bạn đó. Cùng leo qua khung cảnh của ngày khai trương đầu tiên full topping, không còn một bàn nào trống của Súp nha. Hy vọng sẽ được gặp gỡ và đón tiếp các bạn tại Súp. À, tôi còn quên khoe hai cung tần mỹ nữ của tôi là anh Di Kim Ngố và Hồ Đức Lợi nữa nè. Bây giờ thì đuối quá rồi, mèo tạch đây, bye bye.